Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số và đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 24, nghe báo cáo và cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng. Để thực hiện quy hoạch điện 8, Việt Nam sẽ cần huy động vốn từ khu vực tư nhân và các cơ chế tài chính toàn cầu để đầu tư phát triển cho cả nguồn và lưới điện. Điều cần thiết hiện nay là cộng đồng quốc tế và các tổ chức tài chính phải đồng hành cùng cam kết chính trị này để biến nó thành những thành tựu cụ thể. Thưa quý vị, vào chiều ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số và đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số quốc gia và triển khai đề án 06 đã đạt được một số kết quả trong việc nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng, góp phần vào tăng trưởng của quốc gia. Đặc biệt, đã hoàn thành về cơ bản cấp 100% căn cước công dân gắn chip, cấp hơn 48 triệu tài khoản định danh điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ ngành, 63 địa phương, một số tập đoàn lớn như Viettel, VNPT. Đây là tiền đề quan trọng để tạo ra nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp như tích hợp thẻ căn cước công dân với thẻ bảo hiểm y tế và bước đầu thay thế thẻ ATM. Đến nay đã triển khai 35 dịch vụ công thiết yếu ở mức độ 3, 4, giúp tiết kiệm hơn 2.500 tỷ đồng mỗi năm. Ngành công an đã đưa gần 230 dịch vụ công lên môi trường điện tử như cấp hộ chiếu trực tuyến, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã. Sau khi chỉ rõ một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm trong chỉ đạo điều hành. Ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu, ưu tiên phát triển cái dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp nó thuận lợi hơn, rồi ưu tiên phát triển cái hạ tầng chuyển đổi số và ưu tiên cho cái đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin, tập trung cho xây dựng thể chế có các cái chính sách ưu tiên để phát triển và tháo gỡ những cái nút thắt, những cái khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Thời gian tới, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ rất cụ thể và thời hạn hoàn thành cho các bộ ngành liên quan và các địa phương liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, quyết tâm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, đẩy mạnh tích hợp các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng VNEID, triển khai các giải pháp kiểm soát thu thuế các dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống hiện đang bị thất thoát nhiều. Thủ tướng đặc biệt yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, nghiêm cấm ban hành các văn bản làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí của người dân, doanh nghiệp và phải tăng cường thanh tra, giám sát việc này. Trong chiều tối ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ivan Petrov, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế FIATA. Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao Liên đoàn chọn Việt Nam là nơi đăng cai tổ chức Đại hội Thường niên FIATA vào năm 2025. Thủ tướng đề nghị Liên đoàn quan tâm tăng cường hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics, chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm, tư vấn chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi đầu tư vào các cảng biển lớn, hỗ trợ về đào tạo nhân lực, công nghệ, quản trị, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ logistics của Việt Nam theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành tạo thuận lợi cho các đối tác. Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế đánh giá Việt Nam là nơi rất an toàn, tiềm năng để đầu tư. Ông cho rằng việc tổ chức Đại hội FIATA 2025 tại Việt Nam cũng như việc tăng cường hợp tác với các cơ quan phía Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy phát triển số hóa, xanh hóa ngành logistics tại Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một trung tâm lớn về logistics. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào ngày 12 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 24. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 2 ngày rưỡi làm việc, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
nghe báo cáo kết quả bước đầu chuyên đề giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Cho ý kiến và báo cáo tổng kết rà soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rút gọn tên gọi và bổ sung thêm đánh giá về công tác quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết, tính sâu sát, hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri. Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Thường vụ Quốc hội cho biết Quốc hội có nghị quyết chung và Chính phủ cũng đã có chỉ đạo, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn. Đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách tổ chức phiên giải trình về vấn đề này trong tháng 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ đối với dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm một số nội dung quan tâm. Chủ trương mà sắp xếp thôn và tổ dân phố thì tới đây là nói chung của cả nước. Với lại đối với những đơn vị cấp huyện, cấp xã sắp xếp lại như thế này có thực hiện không và thực hiện theo quy định nào? Mục tiêu mang tính bao trùm, làm sao để chúng ta sắp xếp hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và phải đảm bảo được cái yêu cầu là ổn định, có nghĩa là có những cái việc mà chúng ta vẫn phải tiến hành một cách song song. Ví dụ như là chúng ta thực hiện cái việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thì chúng ta vẫn thực hiện một cách bình thường theo cái tinh thần của chỉ đạo chung của cái nghị quyết 18 Ban chấp hành Trung ương. Hai cái xã đó nhập lại với nhau trong trường hợp nó không bảo đảm tiêu chí thì có phải xây dựng cái tiêu chí mới để xác định là xã an toàn, khu xã, đảo xã, bãi ngang ven biển và khu vực biên giới không? Đối với lại cái đơn vị nó liên quan đến ví dụ như là nông thôn mới hoặc khu vực 1, 2, 3 và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoặc là đối với vùng an toàn khu huyện nào nghèo thì cái đấy thì nếu đủ điều kiện thì là sẽ tính luôn. Còn nếu không đủ điều kiện thì cứ sử dụng cái chính sách hiện có đã và sau đó thì là 3 năm sau thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét để chúng ta quyết định cái việc này. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về nguyên tắc dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại cuộc họp vào ngày 12 tháng 7 với các bộ ngành về đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2025, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án trước ngày 15 tháng 7, đảm bảo chất lượng đúng pháp luật. Mục tiêu là tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT lớn mạnh. Việc cơ cấu lại VNPT cần sát với tình hình thực tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển, có những sản phẩm hàng đầu, theo kịp xu thế, có thể cạnh tranh được với các nước trên thế giới. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đồng tiền Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn duy trì ổn định, thậm chí là tăng giá nhẹ khoảng 0,37% so với đồng đô la Mỹ. Tỷ giá trung tâm đô la Mỹ vào ngày 12 tháng 7 ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp khi giảm thêm 15 đồng mỗi đô la Mỹ. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào và vĩ mô ổn định, những nền tảng tích cực này được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỷ giá trong những tháng tiếp theo. Doanh nghiệp vận tải quốc tế này ước tính chỉ riêng chi phí nhiên liệu mỗi tháng trung bình khoảng 1 tỷ đồng. Tỷ giá chỉ cần biến động 1% thì chi phí đầu vào có thể tăng thêm cả chục triệu đồng. Chưa kể các loại chi phí khác phải trả bằng đô la Mỹ. Cước quốc tế, đường biển, đường không đều phải thanh toán bằng đồng US dollar. Cho nên khi mà tỷ giá được bình ổn thì cũng giúp đỡ khá nhiều cho các doanh nghiệp logistics và các doanh nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu nói chung. Yếu tố quan trọng hỗ trợ tỷ giá ổn định thời gian qua là nguồn cung ngoại tệ tăng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Dễ thấy nhất là khách quốc tế lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn. Gần 5,6 triệu khách quốc tế đã đến Việt Nam từ đầu năm đến nay. Chúng tôi đang ước tính cái doanh thu riêng đối với khách quốc tế đến Việt Nam, đâu đó cái khả năng chi trả của khách nó tăng khoảng trung bình khoảng 20%. Chính sách thị thực cởi mở đã hỗ trợ góp phần đưa du lịch quốc tế cùng với dịch vụ cảng biển, tạo ra 80% giá trị xuất khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm nay, thu về 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, hàng hóa tiếp tục xuất siêu hơn 12,2 tỷ đô la Mỹ, bổ sung lớn cho nguồn cung ngoại tệ trong nước.
Cùng với sự điều hành linh hoạt về lãi suất, kiềm chế lạm phát đã hỗ trợ cho chi phí sản xuất, phục vụ tốt cho xuất khẩu. Con số xuất siêu cho thấy phần nào điều đó. Cuộc đua tăng lãi suất trên toàn cầu khiến các tập đoàn đa quốc gia chần chừ trong đầu tư. Tuy nhiên, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian vừa qua vẫn giải ngân hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Sự phối hợp đồng bộ chính sách sẽ giảm thiểu áp lực tỷ giá của Việt Nam năm nay. Chúng ta vẫn phải tiếp tục phối hợp tốt chính sách tài khoá tiền tệ để kiểm soát tốt cái câu chuyện lạm phát. Cho dù là năm nay rất tốt rồi nhưng không chủ quan. Dù sẽ biến động theo chu kỳ vào cuối năm khi nhu cầu ngoại tệ tăng cao để thanh toán đơn hàng quốc tế, song các chuyên gia nhận định không gây ra xáo trộn đáng kể. Những yếu tố thuận lợi từ đầu năm sẽ tiếp tục được duy trì, tạo sự ổn định cho giá trị đồng tiền Việt Nam trước biến động thế giới. Thưa quý vị, được phê duyệt vào tháng 5 vừa qua, bản quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8, được đánh giá là khung pháp lý quan trọng mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Để thực hiện quy hoạch điện 8, theo ước tính từ nay đến năm 2050 sẽ cần trên 500 tỷ đô la Mỹ để đầu tư phát triển cho cả nguồn và lưới điện. Theo các chuyên gia, phần lớn trong số này sẽ được huy động từ khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài và các cơ chế tài chính toàn cầu. Dù mới có mặt ở Việt Nam được hơn 3 năm, nhưng doanh nghiệp điện mặt trời của Pháp này đã và đang vận hành khoảng 100 dự án với công suất điện gần 200 MW. Theo đại diện doanh nghiệp, nhu cầu tiêu thụ điện đứng thứ hai tại Đông Nam Á cùng các chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn của thị trường năng lượng tại Việt Nam. Trong quy hoạch điện 8 thì chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là chính phủ có cơ chế cụ thể để khuyến khích cái hệ thống điện, các hệ thống điện năng lượng tái tạo và cũng khuyến khích là các doanh nghiệp tư nhân sẽ cùng tham gia và đầu tư các dự án điện. Thì đây sẽ là một điểm cộng để thu hút cực kỳ lớn các cái doanh nghiệp như chúng tôi đầu tư thêm vào Việt Nam. Với bờ biển dài hơn 3.260 km, tốc độ gió trung bình 7 m trên giây, Việt Nam còn là một trong những quốc gia có tiềm năng điện gió tốt nhất ở châu Á. Doanh nghiệp Na Uy này chính là một trong nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang tích cực tìm kiếm các cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có vị trí rất thuận lợi cho năng lượng gió và chúng tôi muốn bắt đầu bằng việc khảo sát và phát triển các trang trại điện gió cùng với đối tác của mình tại Việt Nam. Nếu xây dựng các trang trại điện gió ở xa bờ, không quá bành trướng để tránh ảnh hưởng tới bờ biển, thì các bạn có thể sở hữu những trang trại điện gió quy mô với công suất điện lớn. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, Việt Nam còn là một trong số ít các quốc gia đã và đang được hưởng lợi từ các quỹ khí hậu toàn cầu và cơ chế tài chính sẵn có. Đến nay, Việt Nam là nước thứ ba sau Nam Phi và Indonesia đạt được thỏa thuận thành lập chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng, gọi tắt là ZEPI. Trong đó, nhóm đối tác cam kết huy động 15,5 tỷ USD trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Mô hình ZEPI cho phép sử dụng viện trợ quốc tế để khơi thông hàng tỷ đô la từ tài chính tư nhân và trực tiếp dùng vào phát triển hạ tầng xanh. Nhờ đó, các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể cắt giảm phát thải, đồng thời tạo ra việc làm mới và tiếp tục tăng trưởng. Việt Nam đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm 30% lượng phát thải methane vào năm 2030, tức là giảm 1/4 so với hiện tại. Đây là những mục tiêu rất tham vọng. Điều cần thiết hiện nay là cộng đồng quốc tế và các tổ chức tài chính phải đồng hành cùng cam kết chính trị này để biến nó thành những thành tựu cụ thể. Đó cũng chính là mục tiêu của chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng mà Pháp thông qua AFD cam kết đầu tư 500 triệu euro trong giai đoạn đầu để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về khí hậu của mình. Chúng tôi rất tin tưởng vào hiệu quả của các cơ chế hợp tác công tư như ZEPI dưới sự điều phối của Liên minh Tài chính Glasgow vì mục tiêu cân bằng phát thải. HSBC là một trong 11 tổ chức tài chính cam kết hỗ trợ khoản đầu tư tư nhân trị giá 7,5 tỷ đô la Mỹ trong số 15,5 tỷ đô la Mỹ mà ZEPI huy động cho Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero. Theo các chuyên gia, huy động nguồn lực quốc tế không chỉ giúp Việt Nam có thêm nguồn tài chính, mà còn được hưởng lợi từ chia sẻ tri thức và chuyển giao công nghệ. Từ đó đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa các cam kết khí hậu mạnh mẽ của mình.
Để hiểu rõ hơn về những thách thức cũng như giải pháp huy động vốn cho quy hoạch điện 8, phóng viên VTV4 đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Nguyên Hùng, Cục Phó Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Truyền hình Việt Nam ạ. Thưa ông, trong quy hoạch điện 8 thì có nêu ra rằng là Việt Nam cần đầu tư khoảng 135 tỷ đô la Mỹ cho ngành điện trong giai đoạn 2021-2030. Phần lớn trong số này thì sẽ đến từ khu vực tư nhân. Vậy ông đánh giá như thế nào về tiềm năng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào ngành điện để thực hiện các cái mục tiêu trong quy hoạch điện 8 ạ? Như chúng ta biết thì ngành điện thì hiện nay thì cũng không cơ bản không sử dụng vốn ngân sách mà chúng ta được huy động từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ các thành phần kinh tế xã hội khác nhau. Để huy động được cái nguồn lượng nguồn vốn lớn như thế này thì các cái cơ chế để huy động vốn thì cũng sẽ cần phải đa dạng. Thì trong tương lai tới chúng ta sẽ cần xây dựng các cái quy định pháp luật để làm sao mà tiến tới là các cái cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, rồi cơ chế mua bán điện trực tiếp. Và đặc biệt là ngoài các cái tổ chức tài chính trong nước thì chúng ta sẽ tận dụng các cái hỗ trợ của các cái cơ chế tài chính toàn cầu và các cái quỹ khí hậu để kết hợp với các nguồn vốn trong nước, chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu phát triển nguồn điện và lưới điện và hệ thống điện Việt Nam đến 2030. Việc tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài chắc chắn đã mang lại những cái lợi ích cho ngành năng lượng của Việt Nam. Tuy nhiên thì còn những cái khó khăn nào mà chúng ta cần phải giải quyết để thu hút thêm nhiều đầu tư vào lĩnh vực năng lượng ạ? Cái giá mua điện, đây là một trong những cái then chốt để mà có thể thu hút nhà đầu tư. Thì hiện nay thì giá mua bán điện Việt Nam cũng chưa thực sự là theo cơ chế thị trường. Chúng ta phải nhìn nhận một cách thẳng thắn là trong những năm vừa qua mà có thể những năm liền kề sắp tới, là bên mua điện gần như duy nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang liên tục thua lỗ. EVN cần phải đủ lành mạnh tài chính để có thể cam kết được cái cơ chế thanh toán tiền mua điện của các cái chủ tư ngoài ngành điện. Và muốn như vậy thì cái giá bán lẻ điện cũng phải điều chỉnh linh hoạt và cần phải theo cơ chế thị trường hơn. Và cái lưới điện để giải tỏa đó, chúng ta nghe đâu đó thì có những thời điểm là lưới điện là chưa kịp giải tỏa và vẫn phải cắt giảm cái nguồn điện năng lượng tái tạo. Thì trong cái quy hoạch 8 thì đã đưa ra những cái việc mà chúng ta phải phát triển đồng bộ giữa nguồn và lưới để đảm bảo là cái yếu tố mà sản lượng trong tính toán và cái sản lượng huy động thực tế nó ít được rủi ro. Thưa ông, việc đầu tư vào chuyển dịch năng lượng sang các cái nguồn năng lượng xanh hơn thì đang là một xu thế trên toàn cầu. Cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các nước trong khu vực nó cũng sẽ trở nên khốc liệt hơn. Theo ông thì Việt Nam cần phải làm gì để giữ vững cái sức hấp dẫn của mình để thu hút được nhiều đầu tư hơn trong tương lai? Đầu tiên là chúng ta xây dựng cái luật điện lực sửa đổi và theo đó chúng ta có cái cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kèm theo giá điện. Rồi tiếp theo chúng ta ban hành cái cơ chế mua bán điện trực tiếp. Chúng ta vừa phải là hoàn thiện dần các cái thể chế chính sách, vừa phải đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, vừa phải đa dạng hóa cái hình thức cái lựa chọn nhà đầu tư và đảm bảo tính cạnh tranh, và các cái hợp đồng mua bán điện cũng dần dần nó chuẩn hóa theo các cái quỹ quốc tế thì có thể được hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước và đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài. Một lần nữa xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Trong phần tiếp theo của bản tin, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hòa bình cao thứ 7 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong 3 nước đứng đầu về an toàn và an ninh xã hội. Những hoạt động truyền thông chính sách tại Hà Giang đã dần chuyển đổi nhận thức bà con dân tộc thiểu số, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị, là đất nước từng trải qua đau thương mất mát của chiến tranh, nên Việt Nam thấu hiểu một cách sâu sắc giá trị của hòa bình. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu phân cực gay gắt, Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì hòa bình ổn định chính trị. Báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình của Australia mới công bố cho biết, Việt Nam xếp thứ 41 trên 163 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm ngoái. Hình ảnh nguyên thủ, lãnh đạo các nước thăm các danh lam thắng cảnh tại Việt Nam, minh chứng của một đất nước hòa bình, an ninh, ổn định chính trị. Đây cũng là tiêu chí hàng đầu mà Viện Kinh tế và Hòa bình IEP đánh giá khi xếp hạng chỉ số hòa bình quốc tế. Theo IEP, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hòa bình cao thứ 7 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong 3 nước đứng đầu về an toàn và an ninh xã hội. Tôi đã sống ở đây 1.5 năm. Tôi thấy mọi người rất hạnh phúc, vui vẻ. Khi tôi đến Hạ Long, tôi thấy mọi người thưởng ngoạn thắng cảnh một cách rất thanh bình. Việt Nam có một xã hội ổn định, hòa hợp. Dù có khác biệt về dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, nhưng người dân chung sống hòa bình,
tỷ lệ tội phạm tương đối thấp, nhà nước quan tâm phát triển kinh tế, tạo cơ hội việc làm cho người dân, đặc biệt là thanh niên. Trong 3 năm trở lại đây, Việt Nam liên tục cải thiện vị trí trên bảng chỉ số hòa bình toàn cầu. Điều đó cho thấy Việt Nam là đất nước hòa bình, an ninh. Tại khu vực, chỉ số hòa bình của Việt Nam cao hơn nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, không chỉ có quan hệ với hơn 190 quốc gia trên thế giới, và là quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện với tất cả các nước lớn, Việt Nam còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là một trong các tiêu chí đánh giá chỉ số hòa bình của IEP. Trong quan hệ với các nước, Việt Nam thể hiện là một người bạn chân tình, ổn định và nhất quán. Tất cả các cái hoạt động của ASEAN, Việt Nam tham gia rất tích cực, rất chủ động và làm tốt cái trách nhiệm của mình, rất có trách nhiệm và có nhiều sáng kiến. Đặc biệt trong cả cái quy cách ứng xử là Việt Nam cũng có nhiều đóng góp tốt thì được bạn bè tôn trọng. Tôi thực sự thấy biết ơn những đóng góp của lực lượng Mũ Nồi Xanh Việt Nam. Đây cũng là những đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa trong thúc đẩy hòa bình và tăng thêm giá trị cho Liên Hợp Quốc. Xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là một trong các quan điểm thống nhất, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Việc cộng đồng quốc tế nâng hạng trong báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu lần này thêm một lần nữa cho thấy những nỗ lực của Việt Nam đang tiếp tục được ghi nhận. Hà Giang, một tỉnh miền núi phía Bắc với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xác định tầm quan trọng của truyền thông chính sách, cả hệ thống chính quyền của Hà Giang từ tỉnh đến huyện, xã đã nhập cuộc nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông chính sách, từ đó tạo những chuyển biến rõ nét về nhận thức, đổi mới tư duy và khơi dậy ý chí vươn lên phát triển kinh tế xã hội của bà con, qua đó góp phần ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc dân tộc tại địa phương. Thưa quý vị thính giả, mời quý vị khán giả đón nghe bản tin tuyên truyền về mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây là một trong số những bản tin được phát sóng hàng ngày trên hệ thống loa truyền thông của Trung tâm Văn hóa huyện Hoàng Su Phi, một huyện vùng sâu của tỉnh Hà Giang. Từ nhiều năm qua, việc truyền tải những thông tin về chính sách đã trở thành yếu tố quan trọng trong định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương này. Từ cái văn bản của Trung ương của tỉnh, chúng tôi cập nhật lại, chắt lọc lại để chúng tôi làm một cái clip nhỏ, rất ngắn gọn mà đi vào lòng dân và kích thích chúng tôi tuyên truyền thì ở mọi lúc mọi nơi, kể cả chợ phiên, kể cả các cái cuộc họp ở cái thôn bản, ở xã, để làm sao mà mưa dầm thấm lâu. Hệ thống truyền thông bằng loa cơ bản đã truyền tải thông tin đến được với bà con ở các khu trung tâm. Tuy nhiên, với đặc thù sống rải rác, trình độ dân trí thấp nên không phải chỉ truyền thông qua hệ thống truyền thông bằng loa. Chính quyền các cấp tại địa phương xác định phải trực tiếp tuyên truyền, cầm tay chỉ việc đối với đồng bào nơi đây. Các đoàn công tác truyền thông của huyện đã thường xuyên xuống tận cơ sở để truyền đạt những chính sách, những mô hình kinh tế mới cho đồng bào. Để đạt được cái mục tiêu của các cái chương trình cũng như là chính sách để đi vào cuộc sống của bà con thì phải đến trực tiếp với lại bà con và để tuyên truyền cũng như là vừa bắt tay vừa hướng dẫn vừa chỉ việc để cho bà con biết được cái lợi ích cũng như là cái việc thực hiện cái kỹ năng là chuyển đổi cây trồng rồi vật nuôi cây trồng để từ đó để nâng cao cái giá trị cuộc sống. Gia đình chị Sùng Thị Hồng trước đây là một trong số những hộ nghèo của xã Chiến Phố. Kể từ khi được tiếp cận trực tiếp với cán bộ truyền thông, hiểu được những chính sách ưu đãi của các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như việc cán bộ tận tình hướng dẫn cách làm kinh tế theo mô hình mới, mỗi khi đoàn công tác ghé thăm, gia đình chị Hồng đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ khi được hướng dẫn tuyên truyền, thì chúng tôi trồng cây mận máu, có thu nhập cao hơn cho gia đình, cộng với nuôi trâu theo phương thức mới, thì cũng đã tăng thêm thu nhập, có đủ tiền cho con ăn học. Vay vốn ưu đãi, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, mở đường thôn bản, tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm và những mô hình kinh tế hiệu quả là những thông tin mà bà con được tiếp cận. Những hoạt động truyền thông chính sách như vậy đã dần chuyển đổi nhận thức của bà con, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào, góp phần xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững trên những thôn bản vùng cao.
Thưa quý vị, tranh khảm mosaic vốn là một loại tranh nghệ thuật cổ xưa, được xem là nền móng của nghệ thuật trừu tượng. Nhưng giờ đây, tập làm tranh khảm mosaic đang dần trở thành một cách giải trí được nhiều bạn trẻ lựa chọn sau những giờ làm việc hay là giờ học tập căng thẳng. Nếu quý vị đang tìm kiếm một hoạt động thủ công nghệ thuật giúp rèn luyện sự kiên nhẫn và tính sáng tạo, thì hãy thử trải nghiệm với dòng tranh khảm mosaic này. Mình tên là Trần Phương Thảo và mình là một artist sáng tác các cái bức tranh với chất liệu mosaic. Cái nghệ thuật này mà tương đương ở mình đi thì nó là chữ khảm sành sứ. Khảm tức là gắn kết lên một cái bề mặt nào đó. Cách đây 3 năm mình quyết định mở một cái cửa hàng nho nhỏ. Khi các bạn khách hàng tới thì có thấy những cái bức tranh làm về mosaic thì các bạn thấy cái này lạ và các bạn ấy muốn được thử. Từ đó nó khởi nguồn ra cái bộ môn workshop mosaic. Không chỉ dừng lại ở những công trình kiến trúc lớn, một sản phẩm truyền thống như nghệ thuật ghép tranh mosaic đã và đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Những lớp học dạy làm tranh ghép mosaic trở nên phổ biến, nơi các bạn trẻ được rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung và tỉ mỉ. Mình thấy là rất là thú vị là tại vì làm một cái bức tranh từ những cái mảnh vỡ của thủy tinh, kim loại á. Cái điều đó là cái điểm đặc biệt mà khiến mình đến đây để trải nghiệm thử. Môn này thì các bạn sẽ cần sử dụng một cái dụng cụ bấm và cắt ra những cái mảnh để từ đó các bạn ấy sẽ ghép. Cho nên là các bạn ấy sẽ cần hình dung xem là mình nên bấm các cái mảnh như thế nào, ghép ra làm sao. Xã hội ngày nay thì mọi người bắt đầu tập trung vô cái mạng xã hội nhiều quá, mọi người thao tác trên máy tính, mọi người không có những cái hoạt động tay chân nhiều. Cái việc mà mọi người bắt đầu tìm đến một cái bộ môn mới, mọi người thư giãn, mọi người dùng cái đôi tay của mình để làm nên sản phẩm, mọi người có thể trực tiếp mang về luôn. Đó là cái điều mà thu hút cái bạn trẻ tới đây nhiều nhất. Mong muốn giới thiệu tranh mosaic đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, để họ hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này thông qua trải nghiệm thực tế, đã thôi thúc họa sĩ Trần Phương Thảo cùng tạo nên những sản phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt Nam. Mình đang có một cái mong muốn là tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật mà có thể phối hợp được ngôn ngữ phương Tây và ngôn ngữ của Việt Nam, nó hiện đại nhưng mà vẫn lưu giữ được cái nét truyền thống và cái nét văn hóa Việt của mình ở trong các cái tác phẩm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.